người Israel sốc khi lính Hamas tràn vào lãnh thổ. Khi lực lượng Hamas tràn vào các khu định cư xung quanh dải Gaza, nhiều người Israel không nghĩ rằng họ sẽ đối mặt với nỗi kinh hoàng như vậy. Sáng ngày 7 tháng 10, hàng trăm người Israel tập trung tại khu định cư Rem để tổ chức lễ ăn mừng Kinh Thánh Torah, một ngày lễ lớn của người Do Thái mà không biết rằng thảm kịch đang chờ đón họ. Đột nhiên, tiếng súng, tiếng rocket không biết từ đâu tới vang lên. Tiếng nhạc dừng lại, thay thế bởi còi báo động không kích, auto, khách dự tiệc, nói với đài N12 News của Israel. Đó là khoảnh khắc nhóm vũ trang Hamas đồng loạt khai hỏa hàng nghìn quả rocket từ dải Gaza vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel. Trong đó có khu định cư Rem, cách biên giới không xa. Các tay súng Hamas sau đó cho nổ tung hàng rào biên giới, ồ ạt tràn vào lãnh thổ Israel, mở đầu ngày đẫm máu khi lực lượng này tuyên chiến với Tel Aviv. Gipli, một người tham dự bữa tiệc, cho hay sự kiện được tổ chức ở không gian mở, nên mọi người không có nơi nào để trốn. Ai cũng hoảng loạn lái xe bỏ chạy khiến các lối thoát tắc cứng. Đó là lúc các tay súng bắt đầu xả đạn, cô kể. Esther Borojo, khách dự tiệc, nhanh chóng cùng bạn bè lên ô tô rời đi thì bị một xe khác đâm vào trong cơn hoảng loạn. Một thanh niên tiếp cận và đề nghị nhóm của Borojo lên xe mình, nhưng bị trúng đạn ngay sau đó. Borojo phải giả chết trên xe, cho đến khi được lính Israel giải cứu. Tôi gần như tê liệt. Các binh sĩ đến và đưa chúng tôi trú ẩn trong những bụi rậm, cô nói. Đây là đợt xâm nhập chưa từng thấy của Hamas vào lãnh thổ Israel, cũng là một trong những động thái leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất tại khu vực trong nhiều năm qua. Video được các nhóm chiến binh Palestine đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều binh sĩ và dân thường Israel bị trói hai tay sau lưng, đưa lên xe trở về dải Gaza, dường như để làm con tin. Tại một số khu định cư, các tay súng Hamas bắn bừa bãi vào xe cộ trên phố, lùng sục từng nhà để bắt người và đối đầu với lực lượng an ninh Israel. Tôi bước khỏi nhà và nhìn thấy vô số thi thể, từ dân thường cho đến những kẻ khủng bố. Họ nằm dọc đường, ở khắp nơi. Xe cộ bị bỏ lại la liệt, lỗ chỗ vết đạn. Shalomi, sống tại Sderot, miền nam Israel, nói. Thành phố này là điểm nóng đụng độ giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas trong 12 giờ sau đó. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở hơn 20 địa điểm xung quanh dải Gaza khi màn đêm buông xuống. Ít nhất 300 người Israel đã thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương. Chính phủ Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, ra lệnh động viên lực lượng dự bị và cam kết sẽ xóa sổ Hamas nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước. Rất nhiều người Israel ở các khu vực khác sốc và ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra xung quanh dải Gaza. Họ dán mắt vào màn hình, liên tục cập nhật tin tức. Tại các điểm nóng giao tranh, người dân cố thủ trong nhà suốt cả ngày, kêu gọi lực lượng an ninh giúp đỡ khi các tay súng Hamas lùng sục khu dân cư. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng khi những kẻ khủng bố xông vào nhà, Ella kể lại khoảnh khắc lính thở bên trong hầm trú ẩn ở khu định cư Be'eri. Tôi mất liên lạc với gia đình. Cha tôi bị bắt. Mẹ tôi chưa rõ sống chết. Không ai cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Chiến đấu cơ Israel sau đó liên tiếp không kích các mục tiêu Hamas trên dải Gaza. Đến tối ngày 7 tháng 10, quân đội nước này tuyên bố đã vô hiệu hóa phần lớn các tay súng xâm nhập và chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Trong những giờ đầu của cuộc xung đột, các đội y tế Israel không thể tiếp cận những người bị thương ở các thị trấn nơi giao tranh diễn ra. Một xe cứu thương bị tấn công, khiến một nhân viên y tế thiệt mạng. Nếu hỏi bất kỳ người Palestine nào về cách chấm dứt xung đột, họ sẽ không bao giờ mô tả những điều như thế này. Khaled Antel, 49 tuổi, ở miền trung Gaza, nói. Và nếu hỏi một người Israel tình huống xấu nhất là gì, họ cũng không mô tả những điều như vậy. Mọi chuyện giống như một bộ phim. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.